Gì đây? Mày đưa cho văn phòng nhìn thấy này đã hỏi là đây có phải nguyên liệu để nấu phở không? Ờ thật đấy, hoa phải hoa cối. Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với căn bếp rất quen thuộc vào mỗi cuối tuần của bọn mình. Tuy nhiên thì hôm nay thì sẽ không cùng nhau nấu ăn nữa. Mà hôm nay thì các bạn nhìn thấy rồi đấy, đằng sau mình bây giờ đang rất bừa bộn rồi. Và hôm nay thì mình sẽ ghi lại cảnh mà bọn mình sẽ làm mới lại căn bếp này, sẽ decor lại cho đẹp hơn và sẽ giống một căn bếp thật sự hơn. Bây giờ thì hãy cùng bọn mình bắt đầu luôn nhé. Mình đang háo hức lắm rồi. Bởi vì ở đây thì đã có mua được rất là nhiều đồ để decor bếp rồi. Còn một số đồ mà bọn mình chưa mua được và chưa tìm được ấy thì tí nữa mình sẽ order trên Shopee. Còn bây giờ thì mình cũng chưa biết bắt đầu được cái gì trước nữa. Mình đi vào trong đã. Mình sẽ mở cho các bạn xem trước đây là cái gì nhỉ? Một cái hộp mà để decor thôi. Mình thủy tinh. Đây là một cái bộ mà mình rất thích. Đây là một cái bộ decor bếp. Tất cả cái này thì bọn mình đã mua cùng một tông màu với nhau. Treo thớt này. Cái thìa gỗ. Đẹp không? Rất là thích. Cái này bọn mình đã mua ở Uma. Bây giờ là đổi tên thành Baya. Đây là một bộ đựng nguyên liệu hoặc là đựng gia vị. Nó cũng khá hợp với cả cái bộ decor bếp bằng gỗ mà bọn mình mua này. Cái này thì nó cũng cùng một bộ luôn này. Lọ này xinh không? Đây là một cái lọ mình cũng chưa nghĩ ra đựng gì nữa. Ở trên này thì sẽ ghi cái lọ này sử dụng để làm gì ấy. Ở đây thì mình đã mua được một ít giỏ mây để làm đồ decor trang trí này. Với cả thêm một cái thảm này rất là xinh. Từ bây giờ bọn mình sẽ đặt đồ lên đây để chụp ảnh. Đây là vài cái món đồ mà mình vừa xuống nhận được của Shopee. Thì đây là một số những cái đồ trang trí với cả đồ nhà bếp mà mình đã order được. Bình thường trước đây thì mình hay để những cái loại gia vị vào các túi ấy. Bây giờ thì mình sẽ mua những cái lọ nhỏ nhỏ này để đựng nó vào. À, ở đây có một cái bộ đựng gia vị rất xinh. Ba món như thế này. Một cái kệ này để đựng đĩa. Nó cũng cùng với cả cái bộ gỗ lúc nãy luôn. Cái lọ này thì sẽ cùng bộ với cái này. Cái bát còn lại. Ra là nó sẽ phải bóc con dính ra, xong rồi sẽ úp ngược lại thôi. Úp có một cái thìa đúng không? Có một cái thìa chứ. Đây là một cái set treo 4 cái cốc sứ. Có chữ coffee này. Siêu xinh. Ô, mình chưa tìm thấy 4 cái thìa, 3 cái thìa. Thì ra là 3 cái thìa họ gói ở đây. Đang định gọi lên bắt đền. Đây là một hộp đồ của Shopee. Mình đã mua được mấy cái hộp lóc lóc trên Shopee để bảo quản đồ vào đây. 4 hộp. Giao hàng rất nhanh. Đây cũng là cái giá mà mình đã order được ở trên Shopee. Mấy cái chảo này thì ở trên video hôm trước mà bọn mình làm thạch ấy, làm thạch Milo thì có khá nhiều bạn hỏi. Thì cái này bọn mình cũng đã order được ở trên Shopee. Đợt này ở trên Shopee cũng đang được giảm giá rất nhiều luôn ấy. Các bạn có thể muốn mua đồ gì mà từ những đồ nhà bếp này, phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, quần áo, mỹ phẩm, nói chung là tất cả mọi thứ thì các bạn có thể lên đấy để thử tìm xem nhé. Bên cạnh đó thì rất nhiều những sản phẩm đồ gia dụng thuộc top trend bộ sưu tập đồng giá chỉ từ 9k, sale từ nhà ra ngõ, săn sale sản phẩm 24k theo khung giờ giảm giá lên tới 90k một sản phẩm. Và các bạn nhớ là nhập mã mà sẽ hiển thị ở trên màn hình này để được giảm 10% tối đa là 100.000 hoặc là được hoàn tới 20k xu cho những đơn hàng bất kỳ nhé. Và đặc biệt là ngày siêu mua sắm mùng 9 tháng 9 tới đây thì sẽ được miễn phí vận chuyển toàn quốc cho đơn hàng từ 0 đồng cho tất cả các ngành hàng luôn. Vậy nên là nếu như muốn mua sắm thì hãy nhanh tay và tận dụng cơ hội này nhé. Và thế là một ngày đã trôi qua và đến bây giờ là căn bếp của bọn mình đã hoàn thành được khoảng 80% rồi. Bây giờ việc còn lại của mình với Hạnh sẽ là xếp những cái đồ mà bọn mình đã mới mua được vào vị trí mà bọn mình muốn đặt. Thế thôi, bây giờ bắt đầu. Trông như giỏ của cô bé quàng khăn đỏ đi thăm bà ấy chị. Xong. Và bây giờ
sẽ là thời khắc quan trọng nhất. Mời các bạn vào thăm căn bếp của bọn mình. Với một gia đình ý, khi mà sử dụng căn bếp này thì chắc là nó vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà với nhu cầu của bọn mình và với bọn mình để quay video và để làm bếp, những món ăn vào bếp ở đây thì với bọn mình đã là quá mỹ mãn rồi. Đúng. So với cả cái thời mà ngày xưa vẫn còn phải nấu ăn ở trên bàn thì là đây đúng là một thiên đường của chúng tôi rồi. Đúng. Bây giờ chúng mình sẽ đi cùng ăn nào trước? Chắc chỉ có góc này với cả góc nấu ăn bếp đây thôi. Và góc nấu ăn thì chắc các bạn sẽ nhìn thấy nhiều rồi. Bây giờ sẽ đi vào trong này nhá. Cái phần tủ bếp, cái phần mà base này thì là bọn mình đã chuẩn bị từ cách đây khoảng hơn 4 tháng rồi nhở. Nói chung là khi mà nó đã có một cái màu trắng rất là đẹp rồi thì trang trí cũng khá là dễ. Và cái tông màu của bọn mình chọn thì là bằng gỗ này. Đâu? Gỗ này và màu đen. Xanh, màu xanh của lá là điểm xuyên toàn lắm. Ở đây là một cái chỗ để bọn mình đặt lò vi sóng rồi này. Ba cái ngăn tủ này trông cũng rất tiện nhưng mà cũng không nên chất quá nhiều đồ vào đây. Đúng rồi. Chỗ nào cũng thế, nó chỉ đẹp khi mà nó ít đồ thôi các bạn ạ. Đúng, mặc dù là cái tủ của mình rất rộng, mình phải công nhận là cái tủ này nó to thật. À, ở tầng thứ hai đây. Mình muốn quay với các bạn cái bộ màu hồng hồng kia mình mới mua được ở trên Shopee. Thì lần trước mình có nhìn thấy cái hộp cơm này rồi nhưng mà lúc đấy nhìn thì như là nó tận 90.000 ấy. Thế nhưng mà hôm nhìn thấy trên Shopee đang được sale thấy rẻ quá, thế là mình phải đặt ngay lập tức, bởi vì cái hộp này bọn mình đã có ý tưởng là sẽ làm hộp cơm bento ấy. Đấy, đây là sẽ mua sẵn cái hộp này và các bạn hãy chờ một số nào đấy ở trong tương lai nhé. Đẹp nhỉ? 3 năm. Và thêm một cái lọ thủy tinh siêu xinh xắn. Nó như giống như là một, nó giống như là cả bộ vậy. Nhưng mà nhìn như một ly nước dưa hấu mùa hè vậy. Trông bạn thấy tươi mát rồi. Nhìn nó giống một bộ nhỉ? Đúng. Hôm nào một số ba bếp là hộp cơm bento chắc là sẽ có hai món đồ này kết hợp với nhau. Đúng rồi, sẽ rất xinh xắn. Cây này thì chắc là trong đợt trước bọn mình có livestream đi mua đồ thì các bạn có nhìn thấy rồi đúng không? Còn tiếp theo, đây là cái giỏ mây. Mình luôn thích những đồ dùng bằng mây che đan. Cho nên là một chiếc giỏ mây này mình thấy rất thích, nhưng mà mặc dù là chưa biết được là cái công dụng của nó trong nhà bếp này sẽ sử dụng vào việc gì cho hữu ích, nhưng mà trước hết thì nó dùng để trang trí rất đẹp. Đây là một cái bộ đồ để trang trí mà mình kiểu cực kỳ đẹp luôn ý. Ủa, cái thủy tinh hả chị? Mặc dù là công năng sử dụng của cái này chắc là sẽ không có nhiều mà nó chỉ dùng để trang trí thôi. Cho cái hộ cái lọ này hay nhỉ? Cái lọ này hay. Rất nhiều lọ đựng và bây giờ thì bọn mình vẫn còn chưa đựng hết những cái lọ này. Hồi xưa thì vô cùng thiếu thốn nhưng bây giờ thì đã đủ đầy hơn rồi. Ngoài lọc này em thích với cái hộp này để mang đi cũng là những cái sự lựa chọn rất thích. Bình thường mà các bạn mua thì của lọc lọc thì khá là đắt, nhưng mà đợt này bọn mình thấy ở trên Shopee có nên bọn mình order luôn. Đồ của lọc lọc thì không phải nói rồi. Dạ, thích quá. Dùng để trang trí nhà bếp cũng rất đẹp nữa. Đi đây. Mày đưa cho văn phòng nhìn thấy này đã hỏi là đây có phải nguyên liệu để nấu phở không? Thật đấy, hoa hồi hoa cùi. Cái bộ này thì là cái hộp mà lúc đầu khi mà mình mở cái thùng đồ mình vừa mua được ấy thì mình đã cho các bạn xem, và mình đã mua thêm hai cái lọ thủy tinh để nó vào như này trang trí nhà bếp rất xinh. Đây, hai cái nồi yêu quý, tưởng nó thất lạc bao nhiêu lâu các bạn ạ. Nếu không có căn bếp này hoặc là căn bếp này chưa được chú ý thì cái nồi này nó sẽ nấu xong nó sẽ thất lạc ở một chỗ nào đấy mà không ai biết, vung một nơi và nồi một nẻo. Nhưng mà thôi, từ bây giờ thì nó sẽ yên vị ở vị trí này. Còn đây là logo neon gì, đây là nút bạc chắc các bạn biết rồi. Còn đây là cái cây, còn đây là cái giỏ trang trí. Đây cái ghế. Cái ghế mà nó đã trở thành cái kệ để trang trí. Đẹp đúng không? Đẹp. Giới thiệu với các bạn, đây chính là chiếc tủ mà mình đã sắp xếp dành riêng cho hội Kền Kền. Trạng của Kền Kền. Đây là trạng của Kền Kền nhé các bạn. Kền Kền thì từ bây giờ chỉ được sử dụng ở khu này thôi. Nó đúng. Cũng rất là đầy đủ đồ, có nồi niêu, xong chảo, bát đĩa đủ cả. Đấy, không được xâm phạm vào căn bếp nữa. Còn bên này thì là tủ của và bếp. Cái kệ này mới ha. Đấy, cái kệ này thì bọn mình đã mua được một cái kệ xinh xinh và cũng rất nhiều chức năng để bát đĩa này cho nó sạch sẽ và khô ráo nữa ấy. Kệ này thì mình cũng order trên Shopee. Các bạn biết rồi đấy, cái căn bếp của bọn mình đã đi mua ở rất nhiều nơi, còn cái gì còn thiếu thì bọn mình sẽ lên Shopee order nữa. Đây, chúng ta có một chiếc chảo mới. Cái chiếc chảo mà y hệt như thế này của bọn mình ấy, màu hồng ấy, đã bị kền phá hủy. Oh my god. Nên chị đã mua lại một chiếc chảo màu xanh và bây giờ sẽ để riêng ra. Anh ơi, chị mới mua được một cái sổ này, cho em thoải mái rửa rau nha. Vãi vẩy rau, cái này chỉ cần đung đưa thôi, không cần phải. Không cần phải vẩy, mà bây giờ cái rổ có cái rổ này là vẩy rau chuyên nghiệp luôn. Công nhận. Rửa đúng không? Xong rồi đổ nước và rau vẫn không bị đổ. Hay chưa? Ui, hay thật. Shopee, cũng là Shopee luôn. Ui, vẩy như này các bạn ạ, như này. Éo. Hôm trước mẹ Thắng nhìn thấy cái rổ này, mẹ Thắng đã bảo là hay làm giờ rửa rau phần 2. Đấy không các bạn? Còn đây là những căn kéo mà bọn mình sẽ để chứa đồ. Chảo này thì rất hay và có rất nhiều bạn hỏi mình rồi. Và nếu như mà các bạn muốn tìm mua thì có thể lên Shopee search là chảo chiên trứng mini nhá. Bọn mình đã mua đấy. Rất rẻ luôn ý. Wow. Hình như là mình nhớ không nhầm mà được giảm giá rồi, còn mười mấy nghìn ý. Mấy một chiếc. Mày đây. Đúng. Quạt. Rồi, ở dưới ngăn dưới này thì bọn mình cũng dùng để chứa đồ. Rất nhiều ngăn mà bọn mình vẫn chưa sử dụng hết. Bên này cũng đang rất gọn gàng rồi các bạn ạ.
và mình hy vọng là nó sẽ luôn gọn gàng như này. Đây là một chiếc gầm để trang trí cái scoop. Còn cái này thì mình sẽ đựng những đồ khô và những đồ mà chưa bóc vỏ ra ấy, thì mình sẽ đựng vào đây. Bánh trứng. Còn cái khay này thì mình mới order về được để những cái chai lọ và để quan trọng nhất là để cắm dao này, cho đỡ thất lạc, dao kéo để đỡ thất lạc ấy. Với cả nó có thêm một cái này để nếu như mà các bạn ở nhà mà muốn treo vào đấy thì có thể để và treo như này, nên nó nằm ở bên này cơ. Đấy, treo vào rất tiện, có thể làm cái kệ gia vị ở trong này luôn. Ôi, mình có lắm hộ quá đấy, rất xinh. Cái khoảng này thì chắc các bạn đã nhìn thấy quá là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ thì để cho tiện lợi hơn thì bọn mình đã để thêm một ít lọ ở đây để đựng những đồ gia vị cần thiết khi mà nấu ăn ấy. Cái bộ này cũng rất xinh, mình cũng rất thích, và mình sẽ để ở đây gia vị mình chín với cả đường. Mấy cái lọ này giống cái kẹo kẹo ngày xưa ấy nhá, nó có bẹp luôn. Ngày xưa mình đây, chính xác là những cái lọ nó to hơn như này một chút. Mình nhìn xong rồi ăn kẹo, ăn hết kẹo rồi bắt đầu mới tá hỏa nhận ra, ủa chả lẽ mình ăn kẹo đến mức đẹp bẹp cả hộp à. Tại sao tự nhiên một hộp một bên nó lại bẹp như này? Hóa ra là có ý chức năng của nó cả. Đó, thế là máy bay đã order cho mình 7 chiếc lọ như thế này để dùng dần. Đây là dầu ăn, đây là giấm, đây là nước mắm, đây là xì dầu, đây là dầu vừng. Cái lọ này thì rất là hay ở chỗ nó vừa là lọ thủy tinh này, và khi mà các bạn đổ ra để dùng ấy thì nó có một cái miệng ở đây để hứng những cái dầu thừa ấy, nó không bị chảy xuống. Bình thường là ở những chai bình thường ấy, khi mà đổ xong đúng không thì dầu nó sẽ chảy xuống đây này, rất là khó chịu. Cái này rất hay mà máy bay order cũng rẻ lắm, hình như là có 23.000 một chai thôi, một bình chưa hết rồi. Còn đây là hai bát chè dưỡng nhan này, hôm trước ở trong số chè dưỡng nhan thì chắc các bạn đã nhìn thấy rồi. Đây là một cái mà cùng với cả bộ gỗ mà bọn mình đã mua được, rất là cùng màu, mình để đây để thìa, dĩa. Và dĩa hôm nay vừa mới mua được xong mà kèn kẹt đã phân tán đi đâu mất rồi. Thật là phát điên. Chiếc bàn này thì làm bằng mặt đá, còn ở dưới này này thì có thêm một cái đệm nữa, như kiểu là một cái ngăn ấy, để bọn mình khi mà làm thì có thể để đồ ở đây, chỗ này rất là tiện. Đây là có cả bình ga nữa, và những chiếc chậu và những chiếc rổ. Rất nhiều, nhưng mình nghĩ các bạn không cần xem chỗ đấy đâu. Và xong thế thôi, mình đã cho các bạn khoe với các bạn một vòng căn bếp của bọn mình, từ bây giờ nó trông sẽ thật là chuyên nghiệp hơn. Đây mình giới thiệu các bạn, thực ra là cái này có từ 4 tháng trước nhưng mình không biết. Đấy, đó là cái tắt đèn các bạn ạ. Là bọn mình có thể bật đèn tắt đèn như ở trong một cái phòng bếp thật sự vậy. À, các bạn ạ, chỉ có Hạnh là không biết thôi, chỉ có cô ấy là bây giờ mới biết thôi. Và chốt lại video ngày hôm nay thì mình chỉ hy vọng là hỡi các kền kền hãy để căn bếp của chúng ta mãi được xanh đẹp như thế này. Làm ơn tránh xa căn bếp của chúng ta. Làm ơn tránh xa. Và các bạn phải cùng với cả bọn mình, cùng với mình và Hạnh bảo vệ căn bếp này bằng cách là mỗi lần mà thấy video nào của kền kền lên ấy, mà thấy bọn chúng xâm phạm căn bếp này mà không phải lại vị trí cũ, thì các bạn hãy comment và hãy chỉ ra là ai là người đã bày bừa này, rồi làm bẩn này, không rửa, rồi chúng ta sẽ quy ra tiền. Đúng. Hãy cùng nhau ngăn chặn kền kền khỏi căn bếp này, giữ bình yên cho căn bếp này. Đúng. Yeah. Biết chưa? Rồi, và có lẽ là chuyến tham quan cái hôm nay ăn gì run tour mình kết thúc tại đây. Còn nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu về một món đồ nào đấy trang trí cho nhà bếp ấy, thì các bạn có thể comment để hỏi trực tiếp bọn mình cũng được. Còn nếu không thì các bạn có thể lên Shopee, vì những món đồ ở đây bọn mình mua ở trên Shopee khá là nhiều. Đúng. Có thể search tên ra và nhìn thấy những cái món đồ đấy rất là dễ. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo trên hôm nay ăn gì cùng với căn bếp này, cùng với bếp cùng Hải Yến, và đừng quên subscribe cho hôm nay ăn gì nhé. Bye.